Đây cũng dính điện tặng bao bông. Trời lâu quá gặp cái được anh mà tặng bông. Nên là em thấy là năm nay thì anh bà có trở lại với hai phim truyền hình là Khi đàn ông là số 0 và Kia lắm không em. Cái phim Khi nó số 0 là trước đó rồi. Trước đó rồi, nhưng mà chứ hôm nay sắp chiếu phim này nên chắc là cái chiến lược ta chiếu lại phim đó để ra. Dạ. Nhưng mà cái bộ phim thật ra là anh Hòa rất là lâu mới đóng phim truyền hình đó, thì cái điều gì khiến anh Hòa tâm huyết để trở lại với truyền hình, trong khi cái thời điểm này phim truyền hình của miền Nam nó không phải là cái thời kỳ thịnh vượng nhất, mà là phim truyền hình miền Bắc nó mới là chiếm sóng nhiều hơn. Nãy giờ cũng chia sẻ nhiều lý do lắm. Thì cái mà như em nói là phim truyền hình miền Bắc nó làm tốt thì cái đó là đúng. Sau này thì phim truyền hình phía Nam mình nó không được đầu tư rồi nhiều thứ nhiều chuyện, nhưng mà ở cái phim này thì nó ngược lại hẳn, cái sự đầu tư bài bản và rất tốt luôn. Và đi cái phim này thì nó thậm chí còn mệt hơn cả phim nhựa nữa kìa, vì cái sự kỹ tính của đạo diễn này, rồi sự đầu tư trong lúc quay này, nó còn trong lúc quay phim này có đi một cái phim nhựa, cái phim này nó còn đòi hỏi nhiều hơn. Và cái mình cũng muốn là khi mình thấy sự đầu tư của họ vậy, mình cũng muốn là ráng làm cái phim này cho nó tới nơi tới chốn. Mình tin là khi phim này ra, mình tin là mọi người sẽ không thấy cái sự chênh lệch giữa phim Bắc miền Nam. Đặc biệt là anh là một người rất là kỹ tính, mỗi nhân vật của anh trên màn ảnh đó là một cái hình ảnh hoàn toàn khác nhau, một cái màu sắc hoàn toàn khác nhau. Thì với nhân vật Ngọc lần này á, anh phải ngâm cứu bao nhiêu lâu và anh đã lấy những cái hình ảnh như thế nào trong cuộc sống để làm một cái chất liệu cho nhân vật Ngọc? Thật ra thì nói là mình kỹ tính đó, thật ra mình vẫn muốn là giờ đi qua cái chặng đường một năm là mình thấy là mình đáng lẽ mình phải kỹ hơn chứ thật ra cũng chưa gọi là mình còn thiếu gì đó. Mình thấy đúng ra mình phải kỹ hơn, bởi vì cái vai này nó nặng quá, nên đó là cái mà mình không có dám lơ là nó một chút nào hết trơn. Và cái nhất là vai nặng, thứ hai là cái lịch làm việc, ví dụ như là hôm nay quay ngày mai phải quay, và ví dụ hôm nay quay rồi ngày mai cũng quay, ví dụ 10 phân đoạn hôm nay ngày mai cũng 10 phân đoạn, cái đó rất là nhiều. Mỗi phân đoạn nó cái đòi hỏi nó giống như là phim nhựa vậy đó. Cái sự diễn xuất nó trong cái phim này, cái sự diễn xuất là nó không có phân biệt chuyện diễn truyền hình hay là điện ảnh đây, nên cái 10 hôm nay là quay 10 phân đoạn thì ngày mai lại 10 phân đoạn, có khi nhiều hơn khi ít hơn, nhưng mà là có nghĩa là lúc nào mình phải sống trong cái vai mình bị buộc phải như vậy thôi, vì ngày mai mình phải quay tiếp. Ví dụ như là hôm nay mình quay là mình sống trên trường quay là những cái ngày giờ ông Ngọc ông bị này bị nọ là mình sống trong ổng rồi, rồi bắt đầu về đến nhà là thậm chí là ngay lúc ngồi trường quay mà thí dụ như cái ngày đó mình nắm chắc được hết những phân đoạn là mình đã phải lấy phân đoạn hôm sau ra mình đọc rồi, thì về đến nhà là mình phải tiếp tục mình đọc đâu mà thường thường quay là mười mấy tiếng là về là mình có mấy tiếng ngủ thôi, nhưng mà cũng đâu thật ra cũng không ngủ, không phải riêng mình đâu, anh em trong đây ai cũng phải bị, thì là về lại phải đọc rồi bắt đầu là lên đến giường ngủ rồi là bắt đầu làm nhẩm lại để mình tính coi ngày mai như thế nào lại, rồi bắt đầu sáng ra lại đến chiều quay lại sống trong cuộc đời của ông đó. Thì trong cái giai đoạn quay này thì có nhiều giai đoạn là anh bị stress cực kỳ nặng, stress rồi thậm chí vợ mình là tóc bạc theo mình, vì có nhiều lúc mình đang nằm ngủ tiếng bật dậy, ôi trời cái gì vậy cái gì mẹ, không có, đang nhớ giật ra tiếng điện thoại, có khi mình rớt nước mắt, có khi mình thoại mình. Trong cái phim này nó là vậy, mà không riêng vì mình mà mấy thật ra là mấy đứa kia cũng vậy, báo dư đứa nào giờ Hạnh cũng vậy, và Hồng Ánh cũng vậy, rồi cái đó là anh em diễn viên, rồi anh em kỹ thuật cũng phải như vậy, là tại vì cái thí dụ phim nhựa nó chỉ có 1 tháng thôi à, còn cái này nó đến 1 năm trời mà nó cứ phải gồng mình lên làm vậy thì ghê lắm, đúng là. Dạ, lúc nãy anh có chia sẻ là vợ anh là cái người thuyết phục anh nhận cái vai diễn này vì kịch bản rất là hay.
Thì không biết là trong cái sự nghiệp của anh thì vợ anh hỗ trợ anh như thế nào để có được cái thành công hiện tại không? Vợ anh thì anh hay kêu đọc kịch bản đầu tiên, đọc trước giùm anh. Tại vì mình thấy vợ mình đọc mình là giống như cái vô tư nhất. Nó không có bị giống như là anh em trong nghề mình hay bản thân mình như là đọc là hay trong cái lần đầu tiên đọc hay có sao chỗ này hay phân tích này nọ, thì người mà vợ mình là người ngoài chỉ thích coi phim này nọ thì chỉ đọc là thấy sao nói vậy thì tin vào cảm xúc. Với tất cả những cái dự án anh nhận anh đều nhờ vợ anh đọc hay sao? Hầu như vậy sao này. Thì vợ anh hỗ trợ như thế nào trong cái công việc để anh tập trung vào diễn xuất? Dạ mình lo hết mọi chuyện ở nhà. Và cái quan trọng là vợ lúc nào cũng cảm thông mình, cũng lúc nào cũng tìm cái cách để cảm thông để mà giống như là thậm chí là mình sai nữa vợ cũng tìm cách để mà bảo vệ mình. Nói chung là luôn luôn làm cho mình an tâm hết mọi thứ ở nhà. Thậm chí khi vô phim mình chỉ biết phim thôi, vợ cũng không trách móc tiếng nào hết trơn. Vậy đó, cái đó là cái mình chỉ cần vậy thôi. Nhưng mà khi anh bị stress á, vì cái nhân vật học này nó quá nặng, mà kể cả giấc mơ mà anh cũng bị giật mình á, thì chị có cách nào để mà trấn an anh và khi để sau khi mà hoàn thành vai diễn thì nó có thể anh có thể thoát ra vai dễ dàng chị nha? Như là stress là anh chứng kiến được là tóc vợ nó bạc, anh thì bị bạc vì cái vai thôi. Vợ anh thì bị bạc là vì anh stress. Thì vợ anh cũng làm nhiều thứ lắm, dù như là dẫn đi cái gì phái mật tông gì đó để gõ chuông để tận tâm, rồi ăn uống rồi lo lắng hết mọi thứ rồi cộng viên mình rất là nhiều. Mà cuối cùng thì cái vượt qua thì là phải là bản thân mình. Sau khi đóng cái phim này thì nói về tình anh em, tình nghĩa gia đình á, thì sau khi đóng bộ phim Cây Táo Nở Hoa này á, thì cái điều gì anh nghiệm ra nhất về cái tình cảm gia đình, tình cảm cha con, tình anh em trong gia đình để mình rút ra những cái bài học cốt lõi nhất trong cuộc sống của bản thân mình để mình cải thiện? Anh cũng biết nói sao nữa. Thật ra thì trong cái đến thời điểm này chúng mình thấy là từ đó đến giờ mà nếu mà gọi là quyết định đúng đắn trong nghề có lẽ là do mình nhận cái phim này. Tại vì lần đầu tiên đi phim một năm trời thì nó quá dài đi, thì ở cái phim này nó cho mình cơ hội là đào sâu hơn về mặt nghề nghiệp, nó đào sâu hơn còn về mặt đối nhân xử thế, nhân vật Ngọc nó cũng cho mình nhiều bài. Có thể là mình sẽ không phải là ông Ngọc nhưng mà mình nhận ra cũng được nhiều thứ. Mình thấy cái sự yêu thương, thấy được sức mạnh của sự yêu thương, sự cảm thông. Thì qua những giờ này mình học được cái điều đó. Và có nó cũng phần nào, nó cũng giống như là cải tạo lại mình. Có lẽ anh thì không đủ tốt nhưng mà phần nào thì những vật nó kéo mình lại và bắt mình phải soi vô đó. Vì cả năm giờ mình nó là nó, thì mắt mình cứ nhìn vào đó để mình thấy được cái bản thân mình. Có thể là mình cũng chưa sửa sai được, chưa khắc phục những cái tính xấu của mình mà phần nào mình nhận ra. Thì ở như nhận đọc này cho anh. Chính vì cái thời gian gắn kết trên đọc phim thì sau này mình nhận thấy là có những cái giá trị tình cảm anh em trong đọc phim nó gắn kết như thế nào như thế nào. Qua đó mình cũng thấy được cái cách mà mình đã cư xử với gia đình mình đúng sai sao. Nhẹ nhàng hơn không anh? Giống anh Ngọc. Mọi người nói là anh cọc tính hả? Cũng hơi cọc. Với mình hỏi hồi nữa đập tôi mấy. Không, thật ra thì cái lúc mà mình trên trường quay có những lúc mà mình không làm chủ được về cái nhân vật đó. Đó là những lúc mà mình buồn chán nhất, những lúc mà ai lại mình cũng muốn đẩy ra, mặc dù là mình rất là cần, giống như bé Thảo nói là những lúc đó. Thật ra là vậy, nếu mà mình nắm được nhân vật, mình bước vô được nhân vật rồi, trong cảnh đó mình quay tốt rồi thì chả làm sao mình cọc lên được.
thường thường là bị vậy. Chính thật ra chính cái đó nó là cái cản trở mình. Có em có nghe một số người nhận định là với ai thì không biết, nhưng mà với diễn viên Tế Hòa thì mỗi vai diễn của anh mọi người đều muốn đi xem, tại vì ở đó thì nó có một cái nét mới nào đó, người ta luôn khám phá ở anh ở khả năng diễn xuất. Thì không biết là khi là bản thân anh thì anh có đào sâu về cái vai diễn xuất của mình hơn trong những cái vai diễn về sau khi đã thành danh không? Thật ra thì tính mình là người mà rất là khó học, rất là cũng phải là lười học, cũng nói lười học cũng gần đúng, mà nói không đúng cũng không đúng. Mà giống như khi mình xin trắc dấu vân tay thì nó phát hiện ra là vợ anh lại xin trắc dấu vân tay, thì mình thấy là mình không học qua đọc được, mình không học qua nghe được, mình chỉ học được qua làm. Mà cái tính mình thì rất là sợ sai, thành ra chính là cái đó là cái mà cản trở mình khi mình học. Thì cái đó cũng là cái lý do mà năm nay trong cuộc đời mình nói cái quyết định đúng đắn nhất là cái mà mình quyết định là học, mình làm cái vai này. Thì khi cái vai này là cái vai nó dài đến 780 phân đoạn, mà cứ hễ diễn một phân đoạn nào không được thì về mình có thể mất ăn mất ngủ, hoặc là nhiều khi là 50 năm sau mình sẽ còn cứ là bực bội bức rứt gì cái phân đoạn. Thì ở cái phim này á, khi mà mình làm nó với cái độ dài thì bắt đầu mình học, thì thật sự là ở trong cái trước giờ mình học ở trong trường thì mình cái bản năng mình vẫn lớn, nhưng mà ở trong cái phim này thì là cơ hội cho mình đào sâu hơn về diễn xuất, đào sâu hơn, mình hiểu mình hơn trong diễn xuất, là cái phim này cho mình điều này.